Dạ, kính thưa các cô chú, từ tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Canada thì hiện tại con đến nhà của cô Thị Ré. Là nhà cô là nằm ở phía sau một căn nhà. Dạ, phía sau một căn nhà, hiện tại thì mình con sẽ đi vô trong nhà. Đây, nhà bằng cây. Rồi cô ngồi yên một chỗ giùm con, chưa mà, ngồi lại một chỗ giùm con đi. Tờ giấy của con đâu? Đây, cứ từ từ. Này này là con sẽ gửi cho cô hết. Đây là nhà của cô. Cô là cô Thị Ré. Cô neo đơn sống một mình. Đây. Dạ, hiện tại là cô làm cái gì để sống cô? Dạ, ý bà làm cái gì? Dạ, là không có chồng có con từ nhỏ tới giờ luôn, ở một mình thôi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi cô cái bệnh gì không? Bệnh nhiều lắm. Bệnh nhiều lắm à? Dạ. Dạ. Hiện tại là con đã tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Canada thì hôm nay con đến đây. Con gửi cho cô này, cô cầm cái tờ giấy cao lên giùm con, 700 ngàn. Là phần quà là gồm trị giá là hơn 1 triệu đồng nha. Rồi cô cầm tờ giấy rõ lên giùm con với. Dạ. Thì gồm quà với lại tiền mặt nha. Rồi. Rồi, cô có gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân không? Dạ thì thôi vậy con, tại vì cái cô là vùng đồng bào nên là không hiểu tiếng Kinh nhiều. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn.